cao nguyên bao la, dương dân tình ai nên đã theo về. Gọi bình minh ôm nắng cây dương mầm xanh, cho má em hồng thắm màu sắc xuân. Hơn quãng quê mình chung thủy lòng son, âm gian đâu đây dấu thiên người xưa mở đất. Tàu ô đánh tan giặc thù sáng bàn hùng ca. Dầm mưa dài nắng, dường rẫy sớm hôm chuyên cần dâng trái ngọt cho đời. Kìa dòng như trắng trong bàn tay em thắp lửa, cho hớn quảng quê mình dệt bài ca tư. Phải do từ cao nguyên bao la, dương dân tình ai nên đã theo về. Gọi bình minh ôm nắng cây dương mầm xanh, cho má em hồng thắm màu sắc xuân. Hơn quãng quê mình chung thủy lòng son, âm gian đâu đây dấu thiên người xưa mở đất. Tàu ô đánh tan giặc thù sáng bàn hùng ca. Dầm mưa dài nắng, dường rẫy sớm hôm chuyên cần dâng trái ngọt cho đời. Kìa dòng như trắng trong bàn tay em thắp lửa, cho hớn quảng quê mình dệt bài ca tương lai. Bàn tay em thắp lửa, cho hớn quảng quê mình dệt bài ca tương. Chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Điểm tin sự kiện nổi bật trong tuần do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Hớn Quản thực hiện, được phát trên cổng thông tin điện tử của huyện và fanpage Khát vọng Hớn Quản. Trong số của chương trình tuần này, chúng tôi vinh dự được chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Sáng ngày 22 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Hớn Quản tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Nguyễn Thị Xuân Hòa, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, ông Vũ Xuân Trường, phó bí thư thường trực huyện ủy, ông Trịnh Thế Sơn, trưởng ban tuyên giáo, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và các ông bà là thành viên ban chỉ đạo bầu cử huyện đã tham dự.
Theo báo cáo tại hội nghị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được yêu cầu đề ra, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đã lựa chọn được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp, các ngành, đặc biệt là Ủy ban bầu cử đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử, đảm bảo đúng thời gian quy định. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử từ huyện đến xã, thị trấn, đảm bảo đúng thành phần và thời gian theo quy định. Các công tác, tổ chức tập huấn, trưng tập cán bộ, tuyên truyền, chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật, lập và niêm yết danh sách cử tri, tổ chức hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tổng số cử tri trong danh sách bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện là 75.294/75.294. Kết quả bầu cử 4 cấp đạt 100%. Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đều đạt số phiếu cao, đúng cơ cấu thành phần theo dự kiến. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể, 20 cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen 53 tập thể, 130 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều 22 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã dự buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 6 tại chi bộ ấp Phố Lố thuộc Đảng bộ xã An Phú. Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận, nêu ra một số vấn đề cần quan tâm như công tác xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao các đảng viên tham gia đầy đủ, các ý kiến đóng góp thảo luận thẳng thắn, cởi mở, nêu cao ý thức xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ. Đồng thời, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh trong thời gian qua, Huyện ủy đang củng cố lại vai trò của các chi bộ cơ sở. Vì vậy, các đồng chí là thường trực Huyện ủy luôn tăng cường về sinh hoạt với cơ sở để cùng nắm bắt tình hình, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo xã và ban ấp phải xác định được người dân sẽ thụ hưởng được những gì và hạnh phúc ra sao trong xây dựng nông thôn mới của địa phương. Từ đó mới thấy được thành công và ý nghĩa của chương trình, triển khai xây dựng nhiều phong trào ở cơ sở để từ đó tạo nên những cán bộ chất lượng và con người cách mạng giới thiệu với đảng. Ngay sau buổi sinh hoạt, Bí thư Huyện ủy đã tiến hành khảo sát thực trạng nhà văn hóa ấp Phố Lố và tuyến đường giao thông tại ấp Bình Phú đi ấp Sóc Run, xã An Phú. Sáng ngày 25 tháng 6, Hội đồng Nhân dân xã Thanh Bình khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đến dự có ông Vũ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Trịnh Thế Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, lãnh đạo đảng, chính quyền xã Thanh Bình và 24/25 ông bà là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân xã Thanh Bình đã thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự, tiến hành bầu cử và thông qua các nghị quyết, xác nhận kết quả bầu cử đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả ông Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Bình được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Ông Lê Đình Vân, Phó Bí thư Đảng ủy xã được bầu tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân xã đã bầu trưởng ban, phó trưởng ban pháp chế và ban kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân xã khóa 12 và thành viên Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Xuân Trường đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị xã Thanh Bình trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Đồng chí cũng chúc mừng các đại biểu đã được nhân dân tín nhiệm bầu vào đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ mới và các đồng chí được bầu giữ các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã khóa 12. Đồng chí mong muốn các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, luôn gần dân, trọng dân, sát dân, lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và luôn cần nỗ lực, tự rèn luyện, nâng cao chuyên môn, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong thực hiện mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng xã Thanh Bình ngày càng phát triển.
Sáng ngày 24 tháng 6, Hội đồng Nhân dân xã An Khương long trọng tổ chức kỳ họp lần thứ nhất khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hòa, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, phó bí thư thường trực huyện ủy Vũ Xuân Trường, trưởng ban tuyên giáo, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Trịnh Thế Sơn và 23 trên 24 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đã tham dự. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đã bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Trưởng phó Ban Kinh tế Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân xã, các ủy viên của các ban Hội đồng Nhân dân, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các ủy viên Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ông Đỗ Duy Minh, Bí thư Đảng ủy xã, giữ chức Chủ tịch. Ông Hoàng Văn Ký giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, ông Dương Kim Đương, Phó Bí thư giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hòa, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn xã và các nội dung tổ chức cho kỳ họp thứ nhất. Đồng chí chúc mừng các đồng chí được bầu vào đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ mới và các đồng chí được bầu giữ các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí đề nghị Hội đồng Nhân dân xã thực hiện tốt chức năng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã, đảm bảo thực hiện tốt luật tổ chức chính quyền địa phương và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, nói đi đôi với làm, thực hiện tốt chương trình hành động để cùng nhau xây dựng xã An Khương ngày càng phát triển. Sáng ngày 24 tháng 6, Hội đồng Nhân dân xã Thanh An khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đến dự có bà Nguyễn Thị Xuân Hòa, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Hớn Quản, ông Lưu Quốc Nhật, ủy viên ban thường vụ, chánh thanh tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, ông Võ Hoàng Bắc, ủy viên ban thường vụ, trưởng công an huyện, lãnh đạo đảng, chính quyền xã Thanh An và 27 trên 28 ông bà là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Trước, trong và sau ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân xã Thanh An đã thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự, tiến hành bầu cử và thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả ông Lê Đình Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thanh An được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Ông Nguyễn Viết Đợi, huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thanh An được bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân xã đã bầu trưởng ban, phó trưởng ban pháp chế và ban kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân xã khóa 12 và thành viên Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Quý vị và các bạn xem đài thân mến, chương trình Điểm tin nổi bật trong tuần do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Hớn Quản thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.